cầu cùng ra mắt toàn thể quý vị các chị bạn trong buổi trưa nay. Dây chung dung và chúng thể những chảo tay thật lớn và đồng nhiệt nào. Và kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa ông bà, kính thưa cô chú anh chị, kính thưa quý vị đại biểu rất khách quý, những người bạn thân tình của cô dâu và chú rể đã và đang tề tựu tại các phòng cưới buổi trưa nay, những tình cảm cao quý của quý vị các anh chị và bạn đang dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay là những nụ cười tươi tắn và những lời cầu chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày đơm hoa kết trái của đôi trai tài gái sắc được lên duyên. Thì lời đầu tiên đón đời cho gia đình, đón đời cho dâu cùng chú rể thân yêu. Những người vui trong chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện ánh sáng nhạc cưới Huy Toàn, Minh Điển được trở về đây đón nhận lời mời, lời trân trọng nhất của gia đình cùng cô dâu và chú rể tổ chức buổi lễ vô quy mừng ngày hạnh phúc, chúc tương lai cho cô dâu cùng chú rể được bình duyên. Thì lời đầu tiên cho phép những người vui trong chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhạc cưới ánh sáng Huy Toàn và Minh Điển gửi tới đến toàn thể các cụ ông các bà, các cô chú các anh chị cùng toàn thể quý đại biểu khách quý của hai gia đình bốn họ lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Tay thật lớn và đồng nghiệp xin được trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể đứng lên cúi chào hai họ, xin được trân trọng kính mời và chúng tôi trân trọng tuyên bố lễ phu quy của cô dâu cùng sánh viên chú rể chính thức bắt đầu. Dạ vâng, xin được trọng cảm ơn những chàng trai bắt tay của quý vị. Là bạn tình tuy rằng bốn biển nhưng ta lại sinh một nhà tại phòng cưới phòng trà, phòng cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ thật mặn mà như những bông hoa trong vườn hoa hạnh phúc luôn nở và chào đón đến toàn thể các cụ ông các bà, các cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị và bạn tuổi trẻ đang tề tựu tay trong phòng cưới buổi trưa nay. Thì đúng là sân nhà chật chội chỉ được vậy thôi, chúng tôi mới bắt một chiếc giàn để sao cho vừa. Hôm nay đã bắt xong rồi, ghế sắp đầy đủ đang lại thời tỉnh cao. Phòng cưới của cô dâu và chú rể hân hoan được đón chào các cụ các bà, các cô chú cùng vợ và quý đại biểu rất khách quý. Những bạn thân tình của cô dâu và chú rể, chúng ta cùng vào ổn định trong ngồi cùng minh chứng hạnh phúc tình yêu của cô dâu và chú rể được nên duyên. Và thiếu thuốc chén trà, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa hạnh phúc luôn nở và chào đón toàn thể quý vị khách chị và bạn và tiếp tục trở về với ngày cưới, ngày phúc, ngày trăng năm của cô dâu và chú rể. Mời toàn thể quý của ông bà cô chú chị quý vị và bạn cùng ăn chầu nước và cùng liên hoan văn nghệ mừng ngày phúc chúc tương lai cho cô dâu và anh chị bạn và lại giờ đây đón nghe giọng ca tiếng hát của nam ca sĩ Minh Điển. Xin trân trọng kính mời quý vị được vui khi mà được cùng trở về chúc vui ngày vui hạnh phúc của cô dâu Ngọc Lan sáng xuyên của quý thầy Hoàng Nghĩa trong một không khí tràn đầy niềm vui, niềm phấn khởi của diện diện tất cả quý vị và các bạn đã cùng trở về ở đây. Và đặc biệt là ngày lễ 30 tháng 4, ngày hội tụ ngày 1 tháng 5 là hội tụ của tất cả nhiều người, là một ngày nghỉ. Tất cả mọi người cùng dành cho nhau tình cảm thân thương nhất và mọi người cảm thấy cuộc sống vô cùng đầm ấm thương đúng không ạ? Và ngay bây giờ xin gửi tới quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng ca khúc Ôi cuộc sống ấm thương. Xin mời quý vị cùng nghe. Chú chim non nho nhỏ cất tiếng liêu lo như muôn cỏ, cuộc sống quanh ta như sao động, như bầu trời xanh ươm ướt mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến chú chim non nho nhỏ cất tiếng lưu lo như muôn cỏ, cuộc sống quanh ta như sao động, như bầu trời xanh ươm ướt mơ. Ngày chú chim ơi cho nhắn gửi đi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
quý vị và chào ở đây không ạ? Rất là vui được đến chân thực trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi đón nhận những tình cảm vô cùng thân thương qua đôi lời phát biểu của một vị đại diện bên gia đình nhà trai sẽ có lời phát biểu cho ngày vui cho đạo hôm nay. Và xin quý vị hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón vị đại diện gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu. Qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, Lan và Trọng Nghĩa được sự thống nhất của hai bên gia đình. Hôm nay là ngày tốt, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Mẹ tôi đại diện cho họ nhà trai xin kính chúc tất cả các cô, ông, các bà và toàn thể bạn bè thân nhân nam nữ của hai bên gia đình và hai các cháu mạnh khỏe và thanh đạt. Xin kính mời tất cả các cô, ông, các bà. Một tràng vỗ tay mừng cho hai cháu và mừng cho hai gia đình. Để hết sức chân thành vừa rồi và trong một không khí tràn đầy niềm vui và phấn khởi của quý vị hôm nay, vị đại diện cũng không quên gửi tới quý vị, gửi tới các bạn những lời cảm ơn, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị và các bạn đã có mặt trong ngày vui cho đạo hôm nay. Xin cảm ơn vị đại diện từ nhà trai rất nhiều với tình cảm vô cùng thân thương dành cho tất cả mọi người trong ngày vui trọng đại có đôi lời phát biểu vô cùng chân thành vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhà gái hân hoan mừng thề thào, chàng trai phấn khởi đón dâu hiền, hai ta thì đây đã một nhà. Bên bên bác mẹ họ hàng mừng vui. Vừa rồi quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đến với đôi lời phát biểu của vị đại diện bên gia đình nhà trai. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đón nhận tình cảm vô cùng thân thương của vị đại diện bên gia đình nhà gái cũng có đôi lời phát biểu cho ngày vui cho đạo hôm nay. Và không có lẽ nào quý vị cũng không dành một tràng pháo tay đặc biệt chào đón vị đại diện gia đình nhà gái và trong tan thân đến thế nào. Kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng quan thể bạn bè nam nữ gần xa hai cháu. Đầu tiên chúc toàn thể các cô, các ông, các bà mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Hôm nay tôi đại diện cho nhà gái có đôi lời qua quá trình cháu Lan và cháu Nghĩa đã tự tìm hiểu và thương yêu nhau đến nay cũng đã được thời gian dài. Nay hai bên gia đình cùng bạn bè nam nữ xa gần, hai họ bốn bên đã chọn ngày lành tháng tốt giờ tốt để đưa và đón cháu Lan về làm râu làm con các cô, các ông, các bà họ nhà trai trên đó, và cũng như nhận cháu Nghĩa về làm rể làm con gia đình nhà gái chúng tôi. Cuối cùng mong hai gia đình khuyên dạy bảo con cháu
ngoan ngoãn trưởng thành, vẹn tròn và thành đạt. Cuối cùng tôi xin dừng lời chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, hai họ, bốn bên mạnh khỏe và hạnh phúc. Và cũng xin mời toàn thể hội hôn nam thanh nữ tú ăn trầu uống nước hút thuốc vui văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin hết. Thắm tình đôi lứa và những món quà vô cùng ý nghĩa và trao cho trong 70 phút tôn trọng trọng đài ngày vui trọng đài hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc của con dâu của chú rể trong ngày vui trọng đài. Một lần nữa xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dành chào đón các thần lực nhiệt đấy ạ. Nhóm các thần lớn lên nào. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tình yêu, xin mời quý vị cùng lắng nghe. I'm
Sự vương quà cũng là nghi lễ của thủ tục của gia đình thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình của cô dâu cũng sẽ chuẩn bị quay về sân khấu để chụp những tấm hình lưu niệm, xin được trân trọng kính mời. Xin chào có tay thật lớn đồng nhiệt đại cả. Xin chúc phúc tình cảm của tôi và chú rể và chúc phúc cho tình cảm hai bên cùng xa. Vậy kính thưa toàn thể quý vị và xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ hán lại chuẩn bị các bình lưu niệm, xin được trọng kính mời.